Chào tất cả quý vị các bạn đã trở lại với kênh Món Ngon Tại Nhà. Và hôm nay mình tiếp tục chia sẻ cho tất cả quý vị các bạn một món ăn chay rất là thơm ngon và bổ dưỡng đó nha quý vị. Mà cách làm lại dễ dàng nữa. Mình tiết lộ với quý vị đây là món nấm rơm xào với dưa cải chua. Dưa cải chua thì Tết trong nhà mình thì mọi người đều ở miền Tây mình thì để dành, ai cũng làm diệm diệm nhớ quý vị, mấy chục cây luôn để dành ăn Tết. Thì bữa nay đối với những mà anh chị cô bác nào ăn chay thì mình sẽ chế biến được cái món kết hợp với nấm rơm. Chúng ta ăn cái hương vị nó rất là thơm ngon mà nó bổ dưỡng và nó không ngán đó quý vị. Thay vì người ta ăn dưa cải với thịt kho thì mình đem đi mình xào với nấm rơm thì cũng rất là ngon ha. Mà cái cách xào như thế nào để cho cái nấm rơm mình nó vừa ăn mà nó không mất đi cái chất dinh dưỡng, cũng như là cái miếng cải mình nó đậm đà mà nó còn giữ được cái độ giòn đó quý vị. Thì mời tất cả quý vị các bạn cùng vào bếp để thực hiện món này cùng mình nha. Đây, bây giờ trước tiên mình xin được phép giới thiệu cái phần nguyên liệu nha. Cái nguyên liệu để làm cái món nấm rơm xào với cải chua rất là đơn giản. Cần những nguyên liệu như thế này. Trước tiên là quý vị chuẩn bị cho mình 200g nấm rơm. Và xào với cải chua thì quý vị cũng không thể nào thiếu cải chua ha. Cải chua thì quý vị ở đây mình sử dụng là 400g cải chua. Cải chua này mình đã cắt ra nè quý vị, cắt bỏ cái phần lá, mình chỉ giữ lại cái phần cọng thôi. Bên cạnh đó thì quý vị chuẩn bị cho mình một số gia vị cơ bản và cần thiết ở đây ha. Trước tiên là quý vị chuẩn bị cho mình đường cát trắng nè, muối, đặc biệt là nước mắm chay. Quý vị không có nước mắm chay thì quý vị sử dụng nước tương cũng được. Bột ngọt hoặc là bột nêm chay từ nấm nha quý vị. Thì bây giờ những cái thành phần nguyên liệu cơ bản thì mình đã giới thiệu đầy đủ cho quý vị rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào bếp để thực hiện món này nha. Trước tiên á, mình sẽ xử lý cái phần nấm rơm. Phần này cũng khá là quan trọng đó quý vị. Mình sẽ chuẩn bị một cái thau để mình cho nấm rơm vào. Đó, quý vị lưu ý á, thì nấm rơm mình mua về từ ngoài tiệm á, mình phải rửa cho thiệt sạch nha. Đó, mình sẽ rửa cơ bản qua một cái phần nước lạnh một cái đi quý vị. Đó, rửa nhanh thôi, rửa cho nó sạch cái phần nước này đi. Đó, và bỏ đi cái nước đầu này nha quý vị. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ đổ bỏ hết cái phần nước này nha quý vị. Phần nước rửa đầu tiên nè. Rồi quý vị cho mình, quý vị cho vào cho mình là muối quý vị. Cho khoảng một muỗng muối nha. Đó. Rồi, thì chúng ta sẽ cho vào nước để chúng ta ngâm. Mà quý vị lưu ý cái phần núm này nè, nếu mà chúng ta ngâm lâu quá thì những cái phần chất dinh dưỡng á, nó sẽ mất đi hết. Mà cơ bản người ta đã rọt sẵn rồi nè, núm này thì nó cũng rất là sạch. Đó, chúng ta ngâm khoảng 5 phút là được rồi quý vị. Đó, ngâm lâu quá thì nó mất đi những cái phần chất dinh dưỡng á, thì cũng phí phạm lắm. Bây giờ mình cũng vừa lúc mà mình ngâm nè, mình quý vị cũng tranh thủ gọt bỏ những cái phần ở gốc nè, nhiều khi người ta không kỹ đó. Và chúng ta cũng bổ ra luôn. Đó, chúng ta lựa chọn núm còn tươi ngon nha, màu nó đồng đều gì nè, nó không bị thâm đen, là núm tươi rất là ngon để chúng ta làm cái món mà núm rơm xào cải chua này rất là ngon. Quý vị xem nè, những cái núm này rất là mới nha, người ta mới hái luôn, mình ra mình mua về nè. Cái khâu lựa chọn núm rơm cũng rất là quan trọng nha quý vị. Nếu mà mình chọn được những cái núm mà tươi ngon nè thì cái món của mình ăn sẽ nó hấp dẫn hơn. À, quý vị thì chọn những cái núm nhỏ nhỏ vậy thôi. À, đừng có chọn cái núm mà bung dù hết, cái dù nó bung ra hết á thì nó sẽ không có ngon. Mình chọn núm búp búp gì nè, còn tươi mới thì rất là ngon ha. Rồi cứ vậy chúng ta sẽ ngâm trong vòng khoảng 5 phút nha quý vị. 5 phút đến 10 phút, tối đa là 10 phút là được rồi. Để những cái chất dinh dưỡng trong núm nó sẽ không mất đi nha. Ơi, cái dưa cải này á, thì mình đã rửa sạch rồi, mình cắt làm hai rồi, nên khỏi rửa lại nha. Đó, quý vị rửa là phải kỹ kỹ trong những cái phần này nè, nó cho nó sạch. Tại vì lúc mà dưa cải mình làm ở nhà thì khi rửa không có kỹ trong phần này, nó mình phải rửa kỹ trong những cái phần này nè, mình tách ra. Tùy mọi người có thích ăn lá không, thì bữa nay mình làm là mình đã bỏ lá hết rồi, mình chỉ chừa lại cọng thôi. Xào chung với núm ăn cho nó hấp dẫn nha.
nấu cái gì tách ra hết nha. Rồi giờ chúng ta sẽ tách ra hết. Giờ thì quý vị cắt bỏ phần này đi. Này, những cái phần gì chúng ta sẽ cắt bỏ đi. Để chúng ta rửa lại một xíu nữa nghe quý vị. Quý vị rửa lại một cái nữa đi cho nó sạch nha. Sau khi mà chúng ta cắt ra gì nè, bỏ cái phần đầu đi. Nếu mà những cái phần ở trong á, như cái này nè, nó cũng có thể là nó hơi đắng đắng á, chúng ta cũng có thể bỏ đi. Sau khi mà quý vị đã sắc bỏ cái đầu này xong thì chúng ta rửa lại cho nó thật kỹ những cái chỗ nè, ngay những cái chỗ đầu nè, là nhiều khi nó còn dính với cái sịn á và cái chất dơ của cái bắp cải mình á, nên quý vị lưu ý là rửa cho sạch nha. Đó, rồi giờ chúng ta sẽ, sau khi mà rửa sạch á thì chúng ta sẽ sắc ra, chúng ta sẽ sắc thành những miếng vừa ăn đó. Nó là miếng lớn nè. À, tùy quý vị, nếu quý vị thích ăn nhỏ hơn thì chúng ta cũng có thể xắt thành những cái miếng nhỏ hơn. Mình thì hôm nay mình bỏ lá bớt rồi. Đó, tại nhà cũng không thích ăn lá nhiều nè, có mình thích à, nên cũng chịu thôi. Nhà mình sẽ cắt bỏ bớt cái lá, tại vì ăn cái phần cọng này nè nó sẽ giòn ngon hơn quý vị. Đó, chúng ta cứ vậy mà chúng ta xắt cho hết nha. Rồi thì cứ vậy chúng ta sẽ cắt hết ra những vừa ăn. Nhiều người á quý vị sẽ thích cắt cho nó thiệt mỏng ra nha, nó thích mỏng ra, mình thì cắt vừa ăn thôi. Này khoảng 1-2 cm là chúng ta đã ăn rất là vừa. Đó, xong. Quý vị ơi, sau khi mà chúng ta làm cái kia xong á, chúng ta để chút xíu. Rồi bây giờ quý vị cũng băm tỏi ra cho mình luôn nha. Đó. Tỏi thì chúng ta đập dập, chúng ta băm ra luôn, băm cho nó càng nhuyễn càng tốt nha. Tại khi mà chúng ta đập dập dập đây nè, cái tinh dầu tỏi nó sẽ ra rất là nhiều. Khi mà chúng ta khử nó rất là thơm. Đó. À, bên cạnh đó thì quý vị cũng băm ớt ra luôn. Ớt thì tùy quý vị thôi. Ăn có thể thích một trái, hai trái, rất cay không cay thì quý vị gia giảm. Mà mình lưu ý nha, cái bà con cô bác nào mà ăn thuần chay á thì chúng ta thay thế tỏi bằng rốc hành bồ rô nha. Đó, mình thì ăn chay thông thường để thanh lọc cơ thể thôi. Đó, hai cái phần này quý vị cũng băm chung luôn cũng được. Tại vì một lát á mình sẽ khử chung. Đó thì chúng ta cứ băm nhuyễn ra thôi. Đó, bà con cô bác nào ăn thuần chay thì thay thế bằng rốc hành bò rô nha. Rồi quý vị lưu ý là cũng băm thiệt nhuyễn ra như mình nha. Băm thiệt nhuyễn ra thì chúng ta lúc mà chúng ta phi á, nó sẽ thơm hơn. Như vậy là được rồi nè quý vị. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xào nha quý vị. Trước tiên thì quý vị cho mình khoảng một ít dầu vào, khoảng 4-5 muỗng gì đi. Tại vì mình xào cái này hai công đoạn rồi nha quý vị. Đó, trước tiên thì quý vị cho dầu vào và đảo cho nó đều nha. Mình cho cũng không nhiều lắm. Rồi. Đó, đợi cái chảo này nó nóng lên nha quý vị. Thì chúng ta để cái tay hơi hơi gì nè. Đó, thấy nó cảm thấy giác mà nó ấm ấm tay thì chúng ta cho dầu vào là được. Đó. Sau khi cho dầu vào thì bây giờ quý vị nó đã nóng rồi, chúng ta sẽ cho tỏi ớt vào. Đó, tỏi ớt mình cho vào hết luôn nha. Đó, mình phi cho nó thơm. Rồi khi mà chảo của mình nó nóng lên rồi đây nè, tỏi ớt mình nó cũng đã thơm rồi, còn vàng gì nè là được. Rồi các bạn hãy cho hết cái phần dưa cải mình vào trước nha. Lúc này các bạn hạ lửa nhỏ lại chút xíu. Rồi chúng ta xào dưa cải trước. Để chúng ta thử cái phần dưa cải của mình nè. Cho nó thơm nha quý vị. Tại vì cái phần cải này là nó chua. Nên mình phải xào trước để mình nêm cái gia vị cho nó phù hợp trước. Dưa cải Tết thì mọi người ở nhà, ở miền Tây mình thường nhà nào cũng có hết. Người nào cũng làm cỡ một hũ một diệm chứ. Cái diệm tròn tròn bự bự á quý vị. Để trong nhà ăn Tết. Đó, thì mình ăn món chay. Thay vì người ta ăn món mặn thì người ta sẽ chấm với thịt kho hột vịt rồi đó. Thịt kho tàu. Mình thì ăn món chay thì mình xào với nấm nha. Đó, thì cứ xào như vậy. Rồi bây giờ mình nêm sơ chút xíu nha quý vị.
quý vị cho mình vào đây là khoảng một muỗng nha. Đây là một muỗng đường, muỗng cà phê cho nha quý vị. Mình nêm sơ thôi đó, để một chút xíu mình còn nêm lại nữa cho nó ngọt ngọt chua chua nè. Rồi tiếp theo nữa là quý vị cũng cho mình một muỗng nước mắm chay vào, muỗng hơn muỗng chút xíu cà phê thôi. Cái này mình sử dụng muỗng cà phê nha. Rồi mình xào khoảng 5-6 phút gì đó là được đó. Rồi bây giờ quý vị sẽ cho mình ra cái thau đi, cho nó hết ra cái thau ra luôn. Rồi bây giờ mình còn cái chảo này, mình sẽ cho nấm rơm vào. Mình không cần cho dầu rồi nha đó. Rồi bây giờ mình sẽ cho nấm rơm vào luôn. Quý vị lưu ý là cái phần nấm rơm này á, mình lúc mình xào á quý vị đó, lúc mà mình xào là phải để lửa thiệt lớn nha, tại vì đặc biệt là lửa lớn mình xào nấm rơm ăn nó mới ngon, và đặc biệt là ít dầu, lửa lớn và ít dầu quý vị lưu ý nha. Mà quý vị phải xào cho nó lâu lâu một chút xíu để nó chín, tại vì khi mà mình xào nó không được chín á, mình ăn thì nó sẽ không có đảm bảo lắm. Quý vị phải xào từ 5-10 phút đó để cho nó mới chín được nha. Để lâu lâu chút xíu, mà để lửa lớn thì xào nó ngon hơn. Mà bởi vì á, mình không có xào dưa cải chung nó là gì đó quý vị, mình xào nấm rơm riêng. Mình xào mình thử dưa cải trước đi, mình nêm sơ cái đi, rồi mình sẽ xào nấm rơm đó. Mình xào nấm rơm riêng đó, chúng ta sẽ xào khoảng 10 phút nha, 10 phút với lửa lớn. Quý vị mà xào nhiều dầu quá thì nói chung là nó khó tiêu quá đối với những cái loại nấm này nè, như nấm rơm nè. Ta xào ít dầu thôi, cứ vậy quý vị cứ xào đều nha, 6-7 phút, 10 phút gì đi, 10 phút thì cho nó chắc ăn nha quý vị. Nấm rơm bữa nay rất là ngon nha, to trắng nè, rất là hấp dẫn. Sau khi mình xào khoảng 5-6 phút rồi quý vị, thì chúng ta sẽ nêm nếm nha. Trước tiên là quý vị cho mình một muỗng đường vào đó, khoảng một muỗng đường nha đó. Kế tiếp là khoảng một muỗng nước mắm cho vào luôn. Rồi kế tiếp nữa là quý vị cũng cho mình hạt nêm, nếu mà quý vị không xài bột ngọt thì cho hạt nêm nha, khoảng nửa bừa muỗng bột ngọt thôi, nửa muỗng là được rồi đó. Rồi nếu quý vị không thích xài bột ngọt thì chúng ta có thể thay thế bằng hạt nêm chay từ nấm á, cũng rất là ngon đó. Thì chúng ta sau khi mà chúng ta nêm á, chúng ta nêm rồi á, thì giờ chúng ta cũng bỏ hết cái phần dưa cải mình vào, mình xào luôn đó. Khi mà mình cho vào như vậy á thì quý vị để là khoảng 2 phút nữa là chúng ta có thể nhấc bếp xuống được rồi. Nó rất là thơm ngon, núm cũng vừa chín tới á quý vị đó. Chúng ta xào khoảng 2 phút nữa là được nha. Rồi bây giờ sau khi cho núm vào, chúng ta xào khoảng 2 phút thì chúng ta có thể nêm nếm lại. Chúng ta thử cái nước này nè quý vị đó. Nó phải hơi chua chua, nó ra tí nước nè quý vị đó. Nó phải hơi chua chua ngọt ngọt nè, hơi mặn mặn nhẹ nhẹ nha đó. Thì vừa ăn với gia đình quý vị. Nếu quý vị mà cảm thấy nó chưa đủ độ chua, chúng ta có thể kiếm giấm á, chúng ta cho thêm một xíu. Hoặc là nếu mà nó không đủ độ mặn á, quý vị cho thêm một xíu muối nha, cũng cho nó vừa ăn á quý vị đó. Cơ bản như vậy là chúng ta đã xong được cái món nấm rơm xào với dưa cải, rất là đơn giản mà rất là ngon nha quý vị đó. Rồi bây giờ chúng ta tắt bếp thôi và chúng ta cho ra dĩa nha. Rồi quý vị ơi, bây giờ chúng ta đã xong rồi, chúng ta cho ra dĩa thôi. Một món ăn chay rất là nhanh và rất là thơm ngon. Rồi và đây là thành phẩm của chúng ta nha quý vị. Chúng ta đã hoàn thành được món nấm rơm xào với dưa cải, chua chua ngọt ngọt, giòn giòn và rất là thơm ngon bổ dưỡng. Thì cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã luôn ủng hộ kênh Món Ngon Tại Nhà, luôn thực hiện những món chay ngon
tại nhà và lại rất là dễ làm nữa. Nếu quý vị nào chưa đăng ký kênh mình, nhớ đăng ký ủng hộ nha, để những video mình lên nếu quý vị thì chúng ta có thể xem sớm nhất nha. Xin chào và tạm biệt tất cả quý vị các bạn.